Đến 22 giờ tối ngày 10 tháng 11 năm 2014, Công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cướp xảy ra trên đường số 4 đoạn qua khu xử lý nước thải Bình Hưng Hòa thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, làm một người phụ nữ bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng hôn mê. Trước đó vào khoảng 19 giờ tối cùng ngày, người dân sống ở đây nghe tiếng hô cướp thất thanh. Mọi người chạy ra thì thấy một người nữ chạy xe hiệu Everest đuổi theo hai thanh niên chạy xe máy phía trước. Chạy được một đoạn chừng 30 mét thì tên ngồi phía sau xe máy đạp mạnh vào xe người phụ nữ làm chị này cùng phương tiện ngã xuống đường. Sau đó người phụ nữ được đưa vào phòng khám đa khoa Việt Phước để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Nhân dân 115 để tiếp tục theo dõi điều trị. Tại đây các bác sĩ cho biết nạn nhân tên là Trương Ái Trân, 32 tuổi, ở quận Bình Tân. Chị Trân được đưa đến trong tình trạng hôn mê sâu, lõm sọ bên trái cùng nhiều vết thương ở tay và chân. Được biết trong lúc ra khỏi nhà, trong người nạn nhân có mang theo hai chiếc điện thoại di động. Khi vụ việc xảy ra, một chiếc điện thoại đã bị tắt nguồn. Theo người dân phản ánh, tuyến đường số 4 nối dài đoạn từ đường Gò Xoài ra tới đường số 5 quận Bình Tân, nhất là khu vực qua khu xử lý nước thải Bình Hưng Hòa, vào buổi tối đường khá vắng, trong khi đó đèn chiếu sáng lại thiếu, vì vậy thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông cũng như phát sinh nạn trộm cướp lộng hành, khiến người dân sống trong bất an.